Em thấy 4 không? Đây. Đây chân thấy 4. Đây coi chân thấy 1 đi. Dân thể 1. Ống ga là khoảng 50. Ống ga 50. Đây thể 1 đây. 4950. 4950 cái này có 49. Nó thường thường 49 dân thể 1. Alo. Nghe nè. Đó bán hết rồi. Đây dân thể 1 là đẩy cái xa đó. Dân thể 1 là công suất là ha. Này dành cho máy Honda khoảng 19 ngựa đó nghe bà con. Đẩy xa khoảng 20 m nè. Cúp xéo thì đẩy được 6 ngựa nè. 6.5 á là cúp xéo đẩy được kéo được con này nha bà con. Đẩy xa là 20 m bắn thẳng đó bà con, xa ghê không? Rồi công suất động cơ là động cơ từ máy xăng là 5-6.5 nha bà con. Cúp xéo là chạy được hết luôn. Dầu ga là 49. Dân thể 1. À cọc hút. Cọc hút của nó là hút có thể hút sâu từ 8 đến 9 m, có nghĩa là từ cái để máy mà tới túng cái đáy là khoảng 9 m, 10 m, độ hút của nó rất là mạnh. Nó dân thể 1, độ hút mạnh lắm. À tới dân thể 2 nha. Dân thể 2. Động cơ lớn hơn chút thôi con, động cơ khoảng 7 ngựa, 7 HP là xài được. Mấy thùng dưới luôn đi con. Độ cao bắn nó bắn độ cao là khoảng 30 m. Ghê không? Bắn tới độ cao 30 m. Độ hút sâu là cũng từ 10 m lên mà con, nghĩa là cắm ống thẳng xuống hút lên, ống hút là khoảng 10 m hút được. Hút thẳng 10 m hút được luôn. Dân thể 2. Vậy dân thể 3 được không? Dân thể 3. Dân thể 3 thì động cơ lớn hơn là 9 ngựa cho lên. Độ bắn nước xa là 35 m. Bắn thẳng lên là 35 m. Độ hút nước sâu cũng là 10 m không con. Hút vô 10 m hút được. Đó là dân thể 3. Đó, dân thể 4 nè. Dân thể 4 mà động cơ nó hơi lớn hơn nha, động cơ từ 13 ngựa trở lên nha. Bắn xa là 40 đến 45 m. Bắn đi xa, đi thẳng đi xa bắn lượng nó cái tự ống nước ra là khoảng 45 m á. Mấy gì con? 1. Hút nước là cũng khoảng 10 m độ sâu. Đó là dân thể 4. Thể 4 là cống ra này 60 nha bà con. Mấy cái 1 2 hết luôn đi. Dân thể 4 với dân thể 3 là độ ga bằng nhau 60, dân thể 2 thể 1 độ ga 49 bằng nhau. Giờ dân thể 5. Dân thể 5 bây giờ động cơ từ 16 HP trở lên, ngày 16 ngựa trở lên. Bắn xa là 55 m. Độ hút là khoảng 10 m, có nghĩa là hút sâu được 10 m á. Từ trên xuống dưới mà hút nước là 10 m. Vòng quay trung bình nó là 2.900 đến 3.000. 6. À, nó phù hợp tất cả các động cơ luôn á. Từ 16 ngựa trở lên là sẽ được. Đó là dân thể 5. Giờ tới dân thể 80 nè. Dành cho bơm tác nên máy nó nhẹ hơn, lượng nước ra nhiều. Đăng mấy cái công trình đó. Bơm mấy công trình, mấy cái ô lỗ cống công trình hay bơm như xà lan ra cũng im lắm nè. Là động cơ từ 8 ngựa cho lên là được. Để cao có 5 m bà con, cho nó là bơm tác, bơm 80 là bơm tác. Là bơm dành cho lượng nước nhiều á nhưng mà để xa hết. Hút nó khoảng 5 m, lượng hút từ ống hút xuống lên máy là khoảng 5 m, đi thẳng. Thẳng đứng. Động cơ là nhẹ thôi, động cơ từ 8 ngựa, máy xăng 8-9 ngựa thì xài được rồi. Bắn xa là khoảng 5 m thôi, đó là bơm tác. Đây, dân thể 10. Dân thể 100 cũng là bơm tác luôn. À, dân thể 100 là động cơ từ 13 ngựa trở lên nha, bắn xa được 5 m. Bơm hút cũng là được 4 m đi thẳng, thẳng đứng nha, 4 m đi thẳng đứng. À, tôi chậm rồi con, 1.600 đến 2.000
6-2000 là tôi chậm cái này dành đây, tất cả động cơ phù hợp tất cả động cơ nè. Đầu ra là 100 là 1 tắc á. Còn 80 đầu ra 80 á, 8 tắc á, 8 phân á. Đây là tất cả bơm nhân thể nè. Hay tất cả đó. Xếp hàng toàn quốc mà con nào cũng cầu alo nè. 0886356777. Gắn vô luôn không? Wow kìa. À, đem kia gắn ha. Tim là phải gắn anh xin phải không? Anh gòn phải gắn, gòn đầu hút vô là phải gắn cái cứng nha bà con. Tuyệt đối không để lọt hơi vô nha, hơi nó sẽ hút lên yếu mà không lên luôn. Rất tốn dầu. Tốn nhiên liệu. Đó, cộng xin nữa đó, phải gắn. Đó. Con để vậy thôi, là vô ép lại là tự động hút vô nó, cứ gắn vậy thôi. Là ép lại tự động nó rút vô bà con. Đúng rồi, đó mà xem siết cứng nha, bắt buộc phải siết cứng nha. Đầu vô bắt buộc siết cứng. Đầu ra có xì cũng không sao. Đó, phải siết thiệt cứng. Nước cũng mới mau lên. Rồi, đầu ra. Đó là tất cả các bơm nhân thể, dầu nhân thể. Bà con nào có nhu cầu alo nè, 0886356707. Bắt buộc phải gắn ống xin đều hút nha bà con. Đó, gắn vậy thôi, ép vô phải cho thiệt cứng. Đó, cứ đẩy thẳng vô vậy đó rồi đó. Ép tự động ống xin nó gòn ngay lại đó. Bắt buộc phải gắn gòn như cứng là hút nha. Rồi, bà con nào có nhu cầu alo nè, 0886356707.